Xin kính chào quý vị khán giả của chuyên mục Vị Thuốc Anh Ta. Quý vị thân mến, ké hoa đào là cây mọc hoang xuất hiện nhiều ở vùng núi phía Bắc nước ta. Đồng thời thì đây cũng là một loại dược liệu quen thuộc trong các bài thuốc dân gian. Các bài thuốc thông dụng từ ké hoa đào sẽ được chúng tôi giới thiệu đến trong chuyên mục Vị Thuốc Anh Ta kỳ này. Cây ké hoa đào hay còn có tên gọi khác là ké hoa đỏ, dã mai hoa, dã đào hoa. Cây có chiều cao từ 1 đến 1,5 mét, cành có nhiều lông mịn, lá có hình hơi tròn, đường kính khoảng từ 4 đến 6 cm, gân lá hình chân vịt, mép có răng cưa, đầu lá nhọn, phía cuối hơi bằng, mặt trên có màu xanh, mặt dưới màu cho nhạt. Cây ké hoa đào có hoa màu hồng nhạt hoặc hồng tím, mọc đơn độc hoặc mọc thành đôi ở kẽ lá. Mùa hoa thường từ tháng 6 đến tháng 10 hàng năm. Quả ké hoa đào có hình cầu dẹt, nhiều lông, có gai hình móc ở phía trên, hạt có vân dọc. Ở nước ta, cây ké hoa đào mọc hoang ở nhiều nơi, thường mọc rải rác hoặc mọc thành những đám lớn tại các vùng nương rẫy bỏ hoang, ven đường, bãi bồi. Cây thuộc dạng ưa sáng, có khả năng chịu hạn, sinh trưởng tốt trên nhiều loại đất khác nhau. Toàn bộ cây ké hoa đào đều được dùng để làm thuốc, thu hái tốt nhất vào mùa hạ và mùa thu. Thưa quý vị, để có thể tìm hiểu kỹ hơn về cây ké hoa đào, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng ta có sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Hải Yến, trưởng khoa nội tổng hợp dinh dưỡng của Bệnh viện Y Dược Cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Điện Biên. Chào bác sĩ ạ. Chào các bác. Chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Vâng, thưa bác sĩ ạ, những thông tin về cây ké hoa đào được chúng tôi chia sẻ trong clip trên đây thì cũng đã phần nào giúp chúng ta có thể hình dung được về đặc tính ngoài tự nhiên của loại cây này. Vậy thì không biết trong đông y thì sao loại cây này có những cái đặc tính cụ thể như thế nào thưa bác sĩ ạ? Ké hoa đào còn được gọi tên là địa hoa đào. Bộ phận dùng của nó thì thường là dùng toàn cây và hay dùng nhiều nhất là rễ của cây. Về tính vị quy kinh thì nó có vị ngọt, cay, tính bình và quy và kinh, tỳ, phế, thận. Tác dụng chính của cái cây ké hoa đào này là tác dụng thanh nhiệt giải độc, trừ phong thấp, phát tán phong thấp và phong nhiệt. Về công dụng chính thì cái cây ké hoa đào này có tác dụng mà chữa cảm mạo, đau nhức xương khớp, dùng để chữa cảm mạo, phát sốt, đau khớp, đau nhức khớp và bệnh lỵ cũng như là phù thủng. Ngoài ra thì ké hoa đào còn dùng để chữa nhiều nhất đó là chữa viêm đường nhiễm ở đường tiết liệu và sinh dục như là các chứng như là tiểu buốt, tiểu dắt, tiểu máu. Rồi các cái chứng viêm đường sinh dục như là da khí hư, huyết trắng, ngứa âm hộ, âm đạo. Dạ vâng, thưa bác sĩ, với những đặc điểm như vậy thì không biết là cây ké hoa đào này thì sẽ thường được sử dụng trong những bài thuốc như thế nào ạ? Với những cái công dụng trên thì ké hoa đào có một số các cái bài thuốc để áp dụng như sau. Bài thuốc thứ nhất đó là dùng để chữa viêm nhiễm đường tiết niệu và sinh dục, chữa đái buốt, đái dắt, đái đục và chữa viêm các viêm đường tiết niệu cấp và mãn tính và da khí hư. Thì người ta dùng rễ của ké hoa đào tươi 500g, bông mã đề 100g, dâu ngô 100g, đun với 1-2 lít nước, uống thay nước hàng ngày, dùng từ 10 cho đến 15 ngày. Bài thuốc số 2 mà sử dụng ké hoa đào ở đây đó là dùng để chữa các chứng đau xương khớp, các khớp có sưng, đau và đau nhức bàn ngón chân, khớp gối, thoái hóa khớp. Thì chúng ta dùng rễ khô của cây ké hoa đào 100g đến 200g, sắc uống tới 500ml nước uống hàng ngày. Bài thuốc số 3 là dùng để chữa đại tiện phân lỏng có nhầy, dùng rễ của ké hoa đào 100g, cắt rửa sạch, ba chẽ 10g, đun với 500ml nước uống ngày 2 lần. Dạ vâng, rất cảm ơn những bài thuốc mà bác sĩ vừa chia sẻ. Không biết rằng là khi chúng ta sử dụng những bài thuốc này thì có cần quan tâm đến những lưu ý gì không ạ? Khi sử dụng ké hoa đào này thì có một số các cái kiêng kỵ sau. Đó là người mà dị ứng với các thành phần của ké hoa đào thì không dùng. Và những người mà phụ nữ đang mang thai và cho con bú khi sử dụng thì cũng nên dùng với liều thấp và phải hỏi ý kiến của bác sĩ. Và những người mà có hư hàn thì không nên dùng cái vị thuốc ké hoa đào này. Dạ vâng, rất cảm ơn những thông tin hữu ích mà bác sĩ đã chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, với những thông tin về cây ké hoa đào được chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay, hy vọng quý vị có thể ứng dụng loại cây này vào việc chữa một số bệnh thường gặp trong đời sống hàng ngày. Và đến đây thì chuyên mục kỳ này của chúng tôi cũng xin được phép khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại.